10 cách trị mũi đốt ngay tức thì, không cần bôi thuốc. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần dùng một số nguyên liệu có sẵn như hành tây, nha đam hay tỏi, bôi trực tiếp lên vùng da bị mũi đốt. Sau 30 phút, vết sưng ngứa sẽ biến mất. Mũi đốt thường để lại vết sưng nhỏ trên da, kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng khi hút máu, mũi đã truyền vào cơ thể chúng ta một loại chất giúp ngăn ngừa đông máu. Sau những vết đốt ấy là vết sưng tấy, đau ngứa và thậm chí một số loại mũi còn mang bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến con người. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Sau đây là một số biện pháp trị mũi đốt đơn giản mà bạn có thể tìm thấy ngay trong nhà bếp của mình. 1. Nha đam. Gel nha đam không chỉ làm mát vùng da xung quanh vết mũi đốt mà còn làm giảm sưng và ngứa. Với đặc tính chống viêm mạnh mẽ, nha đam sẽ tác động lên vết đốt và làm giảm sưng tấy ngay tức thì. 2. Hành tây. Với vị cay nồng của mình, hành tây có rất nhiều công dụng thần kỳ. Một trong số đó bao gồm cả chữa vết mũi đốt. Nó có thể làm giảm ngứa và sưng do vết mũi đốt gây ra một cách nhanh chóng. 3. Mật ong. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn cực kỳ cao. Vì thế, nó không chỉ giúp làm dịu da sau vết mũi đốt mà còn hỗ trợ trong quá trình kháng khuẩn. 4. Chanh tươi. Trong nước cốt chanh chứa rất nhiều axit, vì thế đây là loại quả hay được áp dụng nhiều nhất trong việc chữa vết mũi đốt, vì nó vừa giúp giảm sưng, ngứa mà còn giảm khả năng miễn dịch, vết thương rất hiệu quả. 5. Kem đánh răng. Chất bạc hà chứa trong kem đánh răng có tác dụng giảm viêm nhanh chóng và làm dịu cảm giác ngứa ngáy tức thì. Chỉ cần bôi một lượng nhỏ kem đánh răng lên vết đốt và đợi nó khô, sau đó rửa sạch thuốc đi là đã được kết quả như ý. 6. Xà phòng. Dù xà phòng không phải là một loại thuốc chữa bệnh, nhưng trong nó có chất tẩy rửa. Điều này sẽ khiến cho nước bọt của mũi, nguyên nhân chính gây ngứa cho bạn, sẽ bị rửa trôi ngay tức thì. 7. Tỏi. Tỏi có vị hơi nồng. Khi bôi vài giọt nước lên vết mũi đốt, ngay tức thì, vết sưng sẽ giảm ngứa nhanh chóng. Đồng thời, tỏi cũng là một sự lựa chọn thông minh, vì mùi vị của nó đồng thời cũng là chất chống mũi tự nhiên. 8. Muối. Muối có đủ trong mình cả. Muối có đủ trong mình cả đặc tính chống viêm và khử trùng. Pha loãng một chút muối vào nước, sau đó bôi lên vết mũi cắn. Nước muối sẽ giúp giảm ngứa và sưng do kích ứng một cách nhanh nhất. 9. Húng quế. Sử dụng húng quế để không chỉ trị vết mũi đốt mà còn ngăn không cho mũi gần bạn. Hãy cọ một lá húng quế vào phần vết sưng, bạn sẽ cảm thấy giảm ngứa và sưng rất nhanh chóng. 10. Giấm. Để tạo ra một dung dịch chứa vết mũi đốt, hãy cho khoảng 3 chén giấm và một ít nước vừa đủ. Sau đó bôi hỗn hợp này lên vết đốt. Chắc chắn cảm giác ngứa ngáy và vết sưng sẽ dịu đi tức thì. Bạn có thể sử dụng cả giấm táo hoặc giấm thường để trị vết mũi cắn đều được. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sử dụng loại lá quen thuộc này trở thành bài thuốc giúp đánh bay tiểu đường, sỏi thận và cao huyết áp, rất công hiệu. Biết công dụng từ lâu mà giờ mới biết cách dùng. Ai bị bệnh hoặc có người nhà bị bệnh thì nên thử dùng lá này nha. Rất nhiều người đã chữa được rồi đấy. Ít ai biết rằng lá sò non lại được xem là thần dược trị bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Dưới đây là bài thuốc trị tiểu đường từ loại lá này. Theo y học cổ truyền, lá xoài có vị chua ngọt, tính mát, có tác dụng làm mát, lợi tiểu, chống xa nội tạng. Được dùng trị bệnh hô hấp trên như ho, viêm phế quản cấp hay mãn tính, phù thủng. Hơn nữa, trong lá xoài có chất anthocyanin có tác dụng hạ đường huyết, phòng các biến chứng ở mắt và mạch máu do bệnh tiểu đường. Kết quả nghiên cứu ban đầu của Đại học Wellesley, Úc cho thấy một số hợp chất trong xoài có tác dụng chữa bệnh tương tự như các loại thuốc trị tiểu đường và làm giảm cholesterol. Chính vì thế, nhiều bác sĩ châu Âu
đã sử dụng lá xoài trong một phương thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Những kết quả nghiên cứu đều cho thấy chỉ số đường huyết của xoài rất thấp, khoảng 41-60. Do đó, xoài không gây ảnh hưởng lớn nào đến việc làm tăng lượng đường trong máu của chúng ta. Bài thuốc trị tiểu đường từ lá xoài non. Lấy khoảng 5 lá xà non, cắt sợi rồi cho vào cốc, đổ nước sôi vào rồi để qua đêm. Mỗi buổi sáng, uống hết ly nước xoài này, bỏ phần xác. Nếu bạn khó tìm được lá xoài ở thành phố, thì có thể để dành bằng cách phơi lá cây này trong bóng râm cho đến khi khô. Đem nghiền thành bột, dùng vào buổi sáng và buổi chiều. Mỗi lần nửa muỗng cà phê, bột lá xoài, pha loãng với nước đầy. Lưu ý, vì bài thuốc này làm giảm lượng đường trong máu rất công hiệu, nên cần lưu ý không áp dụng nhiều lần trong ngày, vì có thể khiến cho lượng đường huyết giảm quá thấp, gây nên biến chứng hạ đường huyết rất nguy hiểm. Không nên uống lá xoài gần với các loại thuốc khác, tốt nhất là uống cách nhau chừng 2-3 tiếng, để không làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các loại thuốc điều trị khác. Một số công dụng khác từ lá xoài: giảm stress. Đối với những người bị bồn chồn do lo âu, lá xoài là một phương thuốc tại nhà rất hữu hiệu. Thêm 2-3 ly trà lá xoài vào nước tắm giúp điều trị lo lắng và làm mới cơ thể. Điều trị thận và sỏi mật. Lá xoài có tác dụng rất tốt cho việc điều trị thận và sỏi mật. Lựa chọn những lá xoài non, không sâu, nghiền nát mịn và phơi khô trong bóng râm. Pha bột này với nước và để qua đêm là cách tự nhiên để đánh tan viên sỏi thận, giúp bệnh nhân tán sỏi một cách dễ dàng. Chữa các vấn đề hô hấp. Lá xoài rất tốt cho tất cả các vấn đề về hô hấp. Trà làm từ lá xoài khô là một loại thuốc bổ phổi tuyệt vời, đặc biệt hữu ích cho những người bị cảm lạnh, viêm phế quản và hen suyễn. Uống thuốc trà lá xoài bằng cách đun sôi lá xoài trong nước với một ít mật ong giúp chữa ho, đau họng và viêm thanh quản hiệu quả. Nó cũng giúp trong việc chữa mất giọng. Nó cũng là một cách tự nhiên tuyệt vời để thúc đẩy sức khỏe và đường hô hấp. Chữa khỏi bệnh lỵ. Lá xoài cũng giúp trong điều trị bệnh chảy máu kiết lỵ. Phơi lá xoài khô trong bóng râm, sau đó nghiền thành bột và uống với nước 2-3 lần mỗi ngày để ngăn chặn bệnh kiết lỵ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Vì sao ăn bí đỏ đều đặn cả năm bạn không cần tới thuốc? Bí đỏ, bí ngô không chỉ là loại quả hết sức quen thuộc trong bữa ăn thường ngày của chúng ta mà còn nhiều công dụng cho sức khỏe. Bí đỏ, bí ngô thuộc gia đình nhà họ bào bí, thường có màu cam hoặc vàng. Màu sắc càng đậm thì lượng beta carotene trong bí càng dồi dào. Quan điểm phổ biến nhất vẫn cho rằng bí ngô có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Tuy nhiên, bí ngô đã dần trở thành một loại rau củ được sử dụng trên khắp thế giới và là thực phẩm giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngay cả hạt bí ngô cũng đã được chứng minh là có công dụng chữa trị nhiều căn bệnh. Hầu hết các bộ phận của bí ngô như dây, lá, hoa, quả non, quả chín, hạt đều có thể dùng làm thức ăn được. Mỗi bộ phận của bí lại có những lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều có điểm chung là rất tốt cho sức khỏe, giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, các bộ phận của bí dùng làm thức ăn đều có hàm lượng calo thấp nên đều có thể đưa vào thực đơn ăn kiêng của mỗi người. Y học cổ truyền gọi bí ngô là nam qua, vị ngọt, tính bình, quy kinh tỳ, vị và đại trường. Tác dụng bổ khí, kiện tỳ, hòa vị, sinh tân, chỉ khác và nhuận trường. Ngày nay, khoa học còn tìm ra rất nhiều tác dụng khác của bí ngô như hỗ trợ điều trị tiểu đường, giúp tăng mắt, hạ áp, có lợi cho tim mạch và giảm béo. Trong số các loại quả, bí ngô là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin A, muối khoáng cũng như các chất axit hữu cơ. Axit ascorbic có trong bí đỏ giúp tránh cảm, vitamin nhóm B giúp đấu tranh với mệt mỏi, cáu giận và mất ngủ, củng cố tóc và móng chân, tay,
tác dụng phòng ngừa của bí đỏ, tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu protein trong cơ thể, lợi chất này được chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn chứa magie, phốt pho, sắt, đường mangan, crom và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển, tốt cho tim mạch. Hạt bí đỏ giàu chất phytoron và những axit béo omega 3, omega 6 tốt cho sức khỏe. Những chất này có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, chống lão hóa. Loại rau củ này cũng được xem là loại thực phẩm có khả năng chống lão hóa hiệu quả nhờ vào sự hiện diện của các chất alpha carotene, vitamin A, C và kẽm. Đây chính là những hợp chất có thể làm chậm quá trình lão hóa, giảm cân. Bí đỏ chứa hàm lượng calo và chất béo rất thấp, là một thực phẩm giàu chất xơ. Bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người thừa cân, béo phì. Ngăn ngừa tiểu đường. Bí đỏ là thực phẩm tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Bí đỏ có tác dụng làm hạ độ đường huyết trong máu của bạn, vì vậy giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, bí đỏ còn có tác dụng ngăn ngừa khả năng phát triển thành mãn tính của những người đã bị bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy những hiệu quả tích cực của bí ngô trong việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa hàng điểm. Một căn bệnh về mắt có thể dẫn đến mù lòa. Khả năng này của bí ngô xuất phát từ sự có mặt của các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, vốn có thể trung hòa các gốc tự do nằm trong thủy tinh thể, tốt cho não bộ. Trong bí đỏ có chứa chất cần thiết cho hoạt động của não bộ là axit glutamine. Chất này có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thần kinh, trợ giúp cho các phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não. Ngoài ra, đối với phụ nữ mang thai, ăn hạt và hoa bí ngô không chỉ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi mà còn giúp phòng ngừa và điều trị chứng phù, tăng huyết áp và các biến chứng khác khi thai nhi. Đặc biệt, giúp phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi đẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sĩ Đông Y chia sẻ bài thuốc từ cây mã đề rất hữu ích, gia đình nào cũng nên thủ sẵn. Mùa hè là thời điểm bùng phát dịch bệnh, trong đó có các bệnh về đường ruột do vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo. Bài thuốc đơn giản từ cây mã đề này là một bảo bối nên có. Viêm đường ruột cấp tính, một nắm lá mã đề là khỏi. Viêm đường ruột cấp tính là căn bệnh xuất hiện phổ biến hơn vào mùa hè và mùa thu. Triệu chứng dễ nhận biết nhất có thể gặp là buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy thường xuyên, kèm theo đau bụng, sốt, toàn thân đau nhức. Mùa hè cũng là thời gian cao điểm của các bệnh về đường ruột do ăn uống thiếu an toàn và thực phẩm kém vệ sinh, dễ hư hỏng. Đồng thời, các bệnh về viêm nhiễm, tiết niệu cũng tăng cao. Khi các triệu chứng viêm ruột cấp tính trở nên nặng hơn, thì nên đưa người bệnh đi khám ngay ở các cơ sở y tế để không làm ảnh hưởng bất lợi đến quá trình điều trị. Trong trường hợp bệnh còn nhẹ, đơn giản, mới chớm thì có thể áp dụng cách điều trị hỗ trợ Đông y. Bác sĩ Lưu Duy Trung, chuyên gia dưỡng sinh Đông y Trung Quốc, phó hội trưởng Hội Trung y học Trung Hoa và bác sĩ Vương Thế Bửu, chủ tịch Hội chuyên gia Bệnh viện Nhân dân số 2 Cam Túc, Trung Quốc giới thiệu bài thuốc đơn giản từ cây mã đề. Thành phần bài thuốc: cây mã đề tươi 500g, rửa sạch cắt ngắn, giã hạt xay, ép thành nước cốt còn khoảng 150ml, chia thành 4 lần uống, trung bình chỉ cần uống từ 1 đến 3 ngày là khỏi bệnh. Vì sao nên uống lá mã đề? Bệnh viêm ruột cấp tính phần lớn xuất phát từ thói quen ăn uống thiếu lành mạnh hoặc mất vệ sinh, làm tổn thương dạ dày và đường ruột, gây ra các rối loạn chức năng cơ quan tiêu hóa, từ đó dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Cây mã đề được Đông y đánh giá cao như một loại thảo dược quý.
Tác dụng chủ yếu của mã đề là lợi tiểu, thanh nhiệt, sáng mắt. Các chuyên gia đông y thường dùng cây mã đề để làm dược liệu chữa các bệnh đơn giản như bí tiểu, tiểu không thông, viêm nhiễm, âm đạo tiết dịch, nước tiểu ra máu, vàng da, phù nề, kiết lỵ do nhiệt, ho, viêm loét da. Có một số tác dụng kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả. Trong cuốn sách đông y nổi tiếng của Trung Quốc, Bản thảo hối ngon, có ghi chép rằng cây mã đề là một vị thuốc dùng đến đâu, lợi đến đó. Có thể giảm các chứng ứ nước, phù nề, lưu thông khí huyết, tốt cho xương khớp, hỗ trợ vận động linh hoạt, có tác động đẩy nhanh quá trình chữa lành các bệnh. Ngoài ra, cây mã đề có tác dụng lợi tiểu mạnh mẽ, nên thường được dùng để điều trị các bệnh liên quan đến viêm nhiễm, kháng khuẩn, tiêu viêm nhanh chóng. Cần lưu ý rằng, cây mã đề thuộc tính hàn lạnh, nó được khuyến khích sử dụng với số lượng thích hợp và đúng cách. Những người có thể chất lạnh, đang có bệnh về chức năng dạ dày và lá lách thì không nên sử dụng.